phân biệt cái một chai vang đóng trong nước và một chai vang nhập khẩu? Đóng trong nước này, thử cân cho xem nhá. Rồi, phân biệt giữa vang đóng chai trong nước và vang nhập khẩu nguyên chai bằng cách cân trọng lượng của vỏ chai. Liệu có chính xác không? Vỏ chai không quyết định đến chất lượng rượu ở bên trong chai cả. Cũng không có nghĩa là vang đóng chai ở trong nước thì bao giờ cũng nhẹ hơn vang nhập khẩu nguyên chai. Khi đóng chai ở trong nước, hoàn toàn có thể chọn lựa vỏ chai 850g, 1kg hoặc chai 1kg 2 để đóng. Và với vỏ chai 1kg 2, nước vào khoảng 750ml là gần 2kg. Vỏ chai của những chai vang sản xuất ở trong nước và vỏ chai của các chai nhập khẩu hoàn toàn không có gì là khác nhau cả. Vì vậy, việc cân lên trọng lượng của cái vỏ chai để mình xác định đó là một chai vang đóng chai trong nước hay là một chai vang nhập khẩu nguyên chai là hoàn toàn không chính xác. Cách để dễ dàng nhận biết nhất đó là các bạn sẽ phải Google xem cái tên thương hiệu trên nhãn chai, xem có quốc gia nào trên thế giới bán được hay không, nên search tên nhãn chai này bằng tiếng Anh. Nếu có nhiều hơn các website ở Việt Nam bán chai vang này thì đó sẽ là một chai vang 100% là nhập khẩu nguyên chai về thị trường Việt Nam. Còn đối với những chai vang mà thương hiệu đó chỉ có một vài website ở trong nước bán, khả năng cao 70-80% chai vang đó là đóng chai ở trong nước, nhưng chỉ 70-80% thôi nhé. Còn 20% kia mình sẽ bí mật ở một clip khác. Chúc các bạn chọn được một chai vang ưng ý.